quá đẹp các bạn ạ. Quá đẹp và quá khủng luôn. Clip này gửi tới các quý vị đôi loa Selection 66, dòng loa đến từ Anh Quốc, bát 30. À, đồ đĩa than về cũng rất là nhiều đây. Để em test tiếp cho bác. Đĩa than. Hàng khủng long. Selection này, con này thì không thể chê được. Chỉ có mê thôi ạ. Đây ạ. Selection 66 Studio Monitor. Ekanjin luôn. Đấy. Đẹp mỹ mãn này. Selection 66 đây. Selection 66 Studio Monitor hàng made in England, chờ kháng 4 ohm luôn ạ. Đôi này mà không hay thì chả còn đôi nào là hay nữa. À, mức giá là 43 triệu. 43 triệu. Đẹp tuyệt vời luôn. Đẹp lung linh luôn ạ. Các bác nhìn chưa? Đẹp lung con mẹ linh chưa? Đẹp lung con mẹ linh nhỉ? Gần cho bác nhìn này. Quá đẹp luôn. Con trùng nó gần 20 luôn. Trùng đông. Đẹp. Bạn 30 khủng. Con này thì em chỉ biết là cứ quay như này cho các bác xem chứ chả biết khen nó kiểu gì. Dòng loa Selection 66 này đến từ Anh Quốc này thì biết khen nào nữa. Nó quá đỉnh khen thì báo 43 triệu. Kích thước chiều ngang. À, không biết là kích thước cái đường này còn có khoảng này. Chiều ngang nó đây khoảng độ 38, chiều ngang 38 này. Chiều sâu. Chiều sâu chỗ này khoảng 28. Chiều cao 1.5. Chiều cao 1 mét các bạn ơi, 1 mét luôn. Mức giá 43 triệu. À, khủng đấy. Đây để em đẩy căng vào cho các bác nhìn khi đẩy căng nữa. Cái căng của nó là cái căng zin nó bằng thép đặc trịch luôn. Nó có nam châm nó hút các bạn đây này. Thả cái nó rút hút thịt con luôn nhá. Đó. Selection 66. Đây càng tất cả cái càng mặt ngoài là lưới như kiểu là lưới vải gai. Lưới vải gai zin đấy. Zin của nó. Bên trong là bằng thép. Mức giá 43 triệu.